Xin kính chào bà con, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với trang YouTube của Trại Giống Hòa Bình. Đã có rất là nhiều người nhắn tin đến và hỏi về cái quy trình nuôi chim chỉ. Và một cái câu hỏi mà rất là nhiều người đã hỏi đến Trại Giống Hòa Bình, đó là nuôi chim chỉ từ 1 đến 3 tháng tuổi có khó không? Thì do cái thời gian mình không có nhiều, và hôm nay mình đã làm cái video này để mà trả lời cho quý vị các bạn cái câu hỏi nuôi chim chỉ từ 1 đến 3 tháng tuổi có khó không. Xin thưa với bà con và các bạn như thế này: đối với chim chỉ ở Trại Giống Hòa Bình, từ khi mới nở đến lúc 1 tháng tuổi, Trại Giống Hòa Bình đã tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. Ngoài ra cái thức ăn và cái nước uống, như cái phần đầu của video bà con thấy, là ở Trại Giống Hòa Bình rất là sạch sẽ. Đó. Nên khi bà con lấy về thì yên tâm là không mắc bất cứ một loại bệnh nào. Nếu mà có, chỉ có xảy ra cái trường hợp như thế này này. Thứ nhất là do thay đổi cái môi trường sống, ví dụ như là từ Trại Giống Hòa Bình có luân chuyển đến các tỉnh phía xa, thì sẽ xảy ra là cái thời tiết ấy, đó, cái môi trường sống nó khác, nên có thể chim sẽ thời gian đầu có thể là sẽ hơi yếu. Nhưng mà tuy nhiên khi mà khoảng 10 đến 15 ngày, khi mà chim đã quen với cái môi trường sống thì chim sẽ rất là khỏe mạnh. Đó. Trước mặt bà con và các bạn, đó là đàn chim chỉ xanh 2 tháng rưỡi tuổi của Trại Giống Hòa Bình. Chỉ với hơn 2 tháng tuổi thôi mà những cái cá thể trống đã bắt đầu thay lông, đã có bộ lông xanh ở ngực, và đã có những cá thể đã bắt đầu mọc cái lông đuôi, đã xuất hiện những cái vết trắng đen và đuôi đã bắt đầu dài ra. Chỉ khoảng 3 đến 4 tháng thôi thì những cái cá thể này sẽ trông rất là đẹp bà con ạ. Đây là con này này bà con này. Được. Chim chỉ xanh nó đang trong quá trình thay lông, nên chúng ta không nhìn thấy được những cái đuôi, những cái vệt đen ở phía sau. Bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái ô chuồng khác để mà quay cho bà con xem. Của đây cũng là một ô chuồng trong Trại Giống Hòa Bình. Bà con nhìn thấy không ạ? Cái con này đã xuất hiện cái đuôi, đó là những vệt đen trắng và dài ra dần. Thưa với bà con là cái cá thể này chỉ khoảng gần 2 tháng nữa thôi thì sẽ có màu lông rất là đẹp. Bà con nhìn cái đuôi của nó đây ạ. Đây đúng không ạ? Đó. Đối với những cá thể này, Trại Giống Hòa Bình đang bán với giá là 200.000. Và đối với những cá thể 3 tháng tuổi thì Trại Giống Hòa Bình đang bán với giá là 260. Nếu bà con có nhu cầu tham quan học hỏi, bà con có thể đến theo địa chỉ là Trại Giống Hòa Bình, xã Ngoài Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Hoặc nếu bà con muốn tư vấn thì xin vui lòng gọi điện qua số điện thoại 0837 655 017. Trại Giống Hòa Bình sẽ tư vấn cho bà con miễn phí. Cảm ơn bà con đã xem video. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo.